Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt cảnh báo sự cố hệ thống theo thời gian thực trên nền tảng HIC Pro Connect. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải truy cập vào khu vực mà chúng ta cần cài đặt cho thiết bị. Mình sẽ lấy khu vực Hồ Chí Minh ở đây để làm ví dụ. Tiếp theo chúng ta truy cập vào giao diện ngoại lệ. Đây sẽ là giao diện cho phép chúng ta cài đặt các thông báo về ngoại lệ hay còn gọi là sự cố. Khi có sự cố bất thường xảy ra với thiết bị trong khu vực này thì hệ thống sẽ gửi các cảnh báo tức thì tới nền tảng HIC Pro Connect để chúng ta có thể đưa ra các hành động xử lý phù hợp và nhanh chóng. Đối với các ngoại lệ hay là sự cố liên quan đến thiết bị thì chúng ta có thể cài đặt thông báo sự cố cho thiết bị hoặc là cho từng kênh. Các bạn có thể thấy là đối với các sự cố cho từng kênh thì chúng ta có thể thiết lập ngoại tuyến hoặc là mất video. Còn đối với các sự cố liên quan đến thiết bị thì chúng ta sẽ có đa dạng hơn các loại sự cố có thể được cài đặt cảnh báo. Ví dụ như là ngoại tuyến, ổ cứng lỗi hoặc ổ cứng đầy, hoặc là thuộc tính ổ cứng không hợp lệ, hoặc các cái nhiệt độ cứng bất thường, vân vân. Sau khi thiết lập loại ngoại lệ được cảnh báo xong thì chúng ta sẽ thiết lập đến người nhận các cái ngoại lệ này trong mục người nhận và lịch trình nhận ngoại lệ. Đối với lịch trình nhận ngoại lệ, chúng ta có thể lựa chọn tất cả các ngày hoặc là theo ngày tùy chỉnh. Đây ví dụ như mình sẽ thiết lập là nhận tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Ngoài ra chúng ta có thể thiết lập nhận được cái cảnh báo ngoại lệ này thông qua nền tảng trên trình duyệt trên ứng dụng di động hoặc là theo email. Và bước cuối cùng, sau khi chúng ta đã cài đặt tất cả các bước vừa rồi xong thì chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt nhận cảnh báo ngoại lệ đối với thiết bị này. Tuy nhiên trước khi cài đặt thì các bạn cần phải lưu ý rằng thiết bị mà chúng ta cần cài đặt thì nó sẽ phải được cấp quyền bởi người chủ sở hữu hệ thống, và quyền được cấp ở đây chính là quyền cấu hình từ xa. Ngoài ra, để tiện lợi hơn trong quá trình thiết lập các thông số cho các thiết bị trong các địa điểm khác nhau thì hệ thống sẽ hỗ trợ thêm chúng ta tính năng sao chép. Tính năng này sẽ cho phép chúng ta sao chép các thông số cài đặt của một thiết bị tới nhiều thiết bị khác nhau trong các địa điểm khác nhau. Và sau khi chúng ta lựa chọn xong, chúng ta nhấn nút sao chép để xác nhận việc cài đặt này. Vừa rồi là video hướng dẫn các bạn cách cài đặt cảnh báo sự cố hệ thống theo thời gian thực trên nền tảng HIC Pro Connect. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.